tự sáng tác của chú. Một tràng pháo tay nữa dành cho chú được không ạ? Vâng, và tiếp theo thì xin được mời chú Mậu Phú với ca khúc Riêng Một Góc Trời. Vâng, chú rất là bận rộn, tham gia lớp học của Uponia được thời gian vì công việc cho nên là không có thể tiếp tục được, mà đã chuyển qua học khóa online, rất chăm chỉ và chịu khó học nên thành quả ngọt ngào chính là hôm nay chú sẽ thể hiện cho mọi người chúng ta một bản nhạc rất là tuyệt vời, đó là bản nhạc Riêng Một Góc Trời. Vâng, xin mời cô Khánh chuẩn bị ạ. Thank you.
phần về những tuyệt vời của chú Phú.